Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay nhà em có nhân viên mới. Có nhân viên mới để chăn chim rồi. Nhân viên này mới vào học việc nên là chim rất là sợ luôn. Ôi giời, thế này chả hỏng hết lông à? Ôi giời. Rồi cứ chăn đi. Mỗi lồng một ống. Nhân viên mới bắt đầu thử việc nên là chưa được quen lắm, phải chỉ từng tí một thôi. Cho nên mới như là chim rất là sợ. Hoặc là người khác thì mặc quần áo sặc sỡ thì chim cũng sợ. Kể cả một con chó mới thì chim cũng rất là sợ nhá. Như mình chăn quen rồi thì vào có thể là chim còn nó còn ra mổ tay ấy. Đây mình vào nó còn ra mổ tay ầm này. Thế mà người lạ gái là nó sợ thế không biết. Lồng nào có thì thôi không phải cho. Lồng nào hết thì cho thôi. Nhân viên mới này hôm qua mới về này. Ngày chỉ biết chăn chim thôi, ngày chăn mỗi lần thôi, tối ngủ với chủ luôn. Ống có ống mà sao lại đổ ra đấy? Ồ, ống ở trên này. Chim vùng khiếp nhỉ, thế này thì hỏng hết lông chim à, dụng hết lông này còn ra để chim nữa, dụng chọc lốc hết thì thành chim cánh cụt. Không biết người có gì mà đi đến đâu chim nổ tung đến đấy. Đổ lên ống đi, không đổ ra ngoài tí nó bắn hết ra ngoài rồi. Đây chỉ có thóc không rồi mọi người. Nhân viên ống này là nhân viên mới chưa biết làm, đổ bừa bãi hết. Người lạ mọi người, người lạ nên là chim rất là sợ. Đặc biệt là con gái nhá, con gái thì càng sợ luôn. Chim mình thì không sợ con gái đâu, nhưng mà chim này con gái sợ lắm. Bình thường thì có những người khách về ấy thì chim cũng sợ, không dám gáy luôn. Nên là chim nó biết là chủ đấy. Bình thường những cái con bán đi ấy, thì nó lạ chủ ấy, nó không gáy là nó lạ chủ, lạ chỗ. Đặc biệt là lạ chủ. Người lạ vào rất là sợ luôn. Đấy, hết một rổ rồi mọi người ạ. Phải tầm, mỗi lần chăn phải tầm 3 rổ đến 4 rổ con. Đây là rổ thứ hai rồi. Đấy. Ui ôi. Chim vùng khiếp nhỉ. Bên này đa số chim non mọi người ạ. Chim non. Chim non nó vùng mạnh. Và mình để nhiều con này thì nó cũng vùng mạnh hơn. Bởi vì là một con vùng thì cả đàn vùng luôn. Người lạ nên nó vậy ạ. Mình vào thì nó không vùng đâu. Đây mình quan sát này. Mình quan sát cũng không vùng. Có con đã một tay nhá. Nhưng mà nó sợ camera ấy, sợ điện thoại. Mình thò tay là nó không vùng đâu. Đấy. Nhưng mà chỉ cần người lạ vào nó vùng rồi. Người quen là chủ nó là nó biết đấy. Mình còn sờ tay nó không vùng. Có con còn dám cả mổ tay cơ. Đây là do mình cầm điện thoại nên là nó không dám mổ tay. Như mình để tay này là có con ra mổ tay bình thường nhá. Chim rất là thuần luôn đấy. Mỗi tội là nó nhận biết được người lạ nên là vùng rất là mạnh. Bên dãy chim non này đa số là mình chủ yếu là chăm thóc thôi nhá. Hôm nào thì mình thích cho ăn cám thì mình cho ăn cám kèm theo thôi. Còn bên bên này là toàn bộ dãy chim sản này. Chim sản này mình thóc
chọn lợn mới cắm gà, tỷ lệ cắm gà nó cũng ít thôi. Đấy, có mấy chục cặp sinh sản. Anh em nào có một chim sinh sản thì em bán là 1 cặp 1,4 triệu nhé. Thời điểm hiện tại là như vậy. Cặp bán trống à? Bán con trống không được, không ra đâu. Cặp này không biết tự nhiên làm sao lại rụng hết lông đuôi này, con chim mái lông đuôi đâu hết rồi. Cặp này bỏ trứng à? Mình cũng không để ý, mấy hôm nay mình cứ chơi chơi thôi, kệ đó. Nên là cũng không mang cho Pháp ấp, bỏ trứng rồi. Bỏ hôm qua đến nay chắc cũng hỏng. Thôi, nó vung quá thì thôi, làm quen dần. Mà thóc hôm qua chăn thì vẫn còn nhiều. Nên là cái dãy này mình chỉ ngày, cách 2 ngày mình chăn lần. Bởi vì mình đổ nhiều thóc ấy. Ống nước thì mình đi hệ thống tự động hết rồi, không phải xem nhiều nên là nó cũng nhàn. Cái ống nước này lâu lâu là mình lại rửa, độ tuần hơn tuần mình lại rửa một lần, lấy vòi nước xịt hết. Ống nước tự động rất là bẩn luôn đấy. Tham dãy bên này chăn đi, không còn không cho chăn hết đi, chăn hết bên này đi. Ống nào hết thì cho, ống nào còn thì thôi. Đấy, nhân viên mới vào việc chỉ được tí một. Hôm nay mình chăn hơi muộn, hôm nay 8 giờ rồi. Như thường lệ là mình khoảng 6 rưỡi là mình chăn này. Hôm nào ngủ muộn thì 7 giờ. Hôm nay có nhân viên mới nên là dậy hơi muộn. Dậy ăn rồi, quét sân, đủ các thứ việc luôn. Thế mà mệt phết đấy. Đấy, trong này có một đôi chim non. Ây giời, đấy, cặp này đang nở con. Mình quay cho cẩn thận. Đây, đó. Đấy, một cặp chim non. Đấy, ổ chim mình chỉ làm đơn giản thế này thôi. Nhược điểm của cái ổ này là hay rơi con. Bởi vì nó bé mà, bé thì chim mái nó hay đi lại, chim mái chim bố nó hay đi lại nên là hay rơi con, chim bố mẹ đấy. Anh em nào kết chuyển nhượng luôn. Mang chăn bên này đi. Cám thôi, cám thật không thôi. Cám không được bởi vì bên này còn nhiều thóc lắm, ăn hết cám rồi. Không biết đổ lại à? Ống nào hết thì ấy, ống nào hết vào thì ống nào hết thì đổ thêm, nào còn thì thôi. Mà để ý những cái ống mà nó sắp hết đấy, nó chưa hết nhưng mà nó nhiều chấu lắm, nhiều chấu nó hoa đâu, nên đổ thêm vào. Đấy, 3 ngày chăn một lần còn được, nhưng mà mình cứ để phòng.
hai con nó cũng chẳng ăn bao nhiêu. Đấy, cái lồng bên dưới hết rồi đấy. Đấy, chăn đi, học chăn đi, lúc đi khỏi mới biết đường làm. Không bao giờ hội chăn chim bao giờ. Bảo được ngày nào thì chăn ngày đấy. Đi khỏi không biết đường chăn. Còn nhiều thì thôi. Đấy, cái lồng 5 con chim non này đấy, lồng đấy 5 con nha, cho nhiều à. Không có chim à? Bắt ra rồi, bán không qua, bán con trống đấy. Con chim cái vẫn đâu nhỉ? Con chim cái lồng bên trong à? Đây phải. Kể cả mình bán lẻ mình vẫn bán nhá. Những cái cặp mà đang sinh sản này này. Ai thích bắt con trống mình bán cả con trống luôn. Hoặc bắt cả cặp thì càng tốt. Bữa này được một quả trứng. Đấy, buổi sáng thì mình chăn sơ sơ như vậy. Chắc độ khoảng 20 phút. Do là mình không quay hết nên là video chỉ thời lượng nó chỉ như vậy thôi. Và mình xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video gần nhất.